Vô Vâng. nữa các bạn ơi, đường ổ này. Này lấy chung với bạn mình nha. Ổ này bự rồi các bạn ơi. Thấy chưa? Dạ, ổ này dạ. Dạ. Mày thấy mà cách gì đâu. Ổ nó xèo à. Thôi lắp mặt này, vừa lấy luôn mày ổ. À, cho thổi xuống đây mình. Thấy không bạn? Quá trời mật luôn rồi. Dạ, lắp mặt luôn ha. Thơm lừng luôn. Wow, con này mặt dữ nha. Này lấy kéo chưa? Chưa. Nhộn đủ. Nè, quay clip chửi gì ba? Bắn lên, bấm đi. À. Ồ. Thấy mặt luôn nha. Căng căng căng. Quá chướng. Thấy chưa các bạn? Đây thằng bạn mình cầm nè. Ổ này là tới ngon luôn. Rồi mình kết thúc clip tại đây nha. Tí nữa có mình quay tiếp. Gặp mẫu nữa nha các bạn. Hay ổ lớn nè. Má ổ lông vàng. Nguyện. Ổ này cũng bự các bạn ơi. Bữa nay vô rồi. Bữa nay mùng 6 mà khai trương là vô rồi. Đi. Kéo đâu? Kéo đâu? Này, cầm anh. Kéo từ đâu vậy luôn? Quấy đâu vậy? Bỉnh tay lại luôn á vậy? Bỉnh tay luôn. Các bác ơi, đang lấy nè, ôm quá khứ rồi. Quay chưa lồng heo? Quay rồi đó. Ủa chưa tính dây mà. Rồi ấy cúp máy đi. Gặp mổ rồi nha bạn ơi. Ổ này đóng trên cây hành long ngộ nè. Ổ này ngộ dữ chứ. Ổ này chắc dài. Đóng trên cây hành long mà. Thấy ngộ không? Đó. Cùng mặt thấy không? Tà bả. Thơm rừng như củ rừng rồi các bạn. Ở sao mà đó? Lấy ra lấy kìm kìm lên hoài mệt mày mày hồi mày thổi đi. Gặp mẫu rồi, gặp mẫu này vô ba. Các bạn bánh bánh bự bự ra hỏi vô đi, hỏi vô đi. Mệt cái trời dặn cái đó nè. Ui da thịt lỡ nhỏ vậy. Ừ. Đủ im im các bạn. Rồi tắt video đi cho dễ quay, cho dễ lắm. Quay kịch vô nữa các bạn ơi. Ổ này chào bá luôn, ổ này đóng vô buổi chút luôn. Bắt ra mày chung. Thấy các bạn chương vô đẩy. Wow, cục đèn xì lì. Thôi thổi vô đi, thổi nó hơi đúng kịp đi. Thôi thổi vô động mà động. Các bạn mình đang thổi xuống thuốc đó. Cắt ba nhánh này cái ui, quá trời bịch. Mọi thuốc, mọi thuốc. Wow, con này vừa lấy nha. Wow. Bự lắm mà. Bây giờ lấy là vô mánh luôn. Vô. Cắt kết thúc nó luôn rồi. Kim đậu. Gặp ổ không được nữa các bạn ơi. Chà bá luôn. Quá nè. Gặp ổ không được chà bá luôn. Ua con mặt nè. Ghê hồn con mặt. Không được. Quá ngon luôn. Ô, đem qua cho anh em coi coi.
Trời ơi, không được, mệt thấy ghét. Gặp mổ nè các bạn. Tại con này nhỏ, con nào nó lấy người mặt cứ ngắt hết chưa, tày hết chưa. Gặp nữa các bạn, bữa nay vô mánh rồi. Sáng giờ lấy cũng nhiều rồi đó. Con này nhỏ, vô nữa rồi, vô nữa các bạn ơi. Món chào bá luôn. Ổ này đóng lên tàu bá nha các bạn ơi. Ôi trời bá, đủ mẹ nó, dột đôi đi. Các bạn thấy cục mực khủng khiếp không? Ê, cái này quay chưa mày? Quay rồi, đang nổi dây á. Ui, đang nổi dây. Các bạn thấy cầu thủ lấy ông chưa? Má hút hồi chỉnh không mày? Chỉnh. Ôi dữ không? Mặt dữ không? Mặt. Trên đây. Cắt bỏ đó. Bạn tôi chỉnh này các bạn ơi. Chỉnh luôn. Ô con mặt nè. Ý ô nó nặng mày ơi. Nặng lắm các bạn ơi. Vô nữa rồi, vô nữa nè. Chà bá luôn. Không có, đang quay clip. Wow, bể mặt ai. Con mặt bự dữ à. Cắt con này nè, dăng lên đây nè. Quá khứ rồi. Con này bự nha. Ồ, bá của mặt. Cho đây là 2 năm rồi, đường này lấy 2 ổ nè. Này nó tùm lum hết trơn. Ê, bịch quá trời bịch. Ô nó lúc ở dưới luôn kìa. Con này ngộ quá. Không được. Bó khứ rồi bạn. Chà bá luôn. Vô còn cái này đó. Ây da. Cắt cục con đai luôn à. Nè. Ê tao làm gì? Còn có miếng mặt sao ăn? Biến lên chịu bên phổi đó. Nó nóng, bả mặt nạn sống nóng thế mà nổi. Gọi và quay rồi sao nữa? Kết thúc cái gì? Chưa. Thì quay đi. Mày nói cái gì đi, cho nó vui. Thì đang cắt nè. Cắt đi rồi hả, đang cắt xong hả. Cái này lâu lắm. Quá trời, nó trơm chia dưới đây trơm rồi. Thì thổi vô cái ai? Quá trời, cây này nó lia chia hết chứ nè. Thì bữa nó đóng rồi đó. Mỗi này bịch quá. Ô, nó dài muốn tới đất luôn. Con này bự mày. Mật không? Ủa, mày còn quay không? Còn.
khó lấy quá bạn. Ổ này quá khó lấy. Là gặp cái dao chặt chứ sao, chặt hồi lấy cái tàn vô cục mực để lại để chảy hình nước rồi hết. Đây nè, đây nè, nó thiên nè, mà chưa lấy được nè, nó đóng tùm lum hết trơn á. Ngàn cái cây u nước mặt rồi. Đây này, đây này. Quá trời. Mày cắt ngang đây cái mày xéo xéo cái lấy cái cục mực ra. Ừ. Khủng khiếp luôn các bạn, nó dài gấp hai cái điện thoại luôn. Gọt xéo đi. Dễ. Cắt đây mày gọt xéo á. Ta hai ngồi dính mặt. Bây giờ mày gọc xéo mà chừa cái tàn lên cho đóng nữa. Khủng khiếp luôn. Rồi, mình kết thúc đây. Gặp nữa các bạn. Ổ này nóng ngoài trời mày khơi. Mặt. Các bạn. Thôi đi hồi mình lấy nha. Đây đường ổ nữa các bạn ơi. Ổ này bự khá là bự luôn. Mình đưa con bạn quay cái. Ổ này chào bác rồi anh. Mới như không hai thằng vui chịu. Rồi, chắc không tan nữa. Nè mày cầm đi tao cắt nha. Bự các bạn. Wow. Cái mặt các bạn. Để cho các bạn mình cắt ra cho các bạn xem. Cắt đi, cắt đem luôn. Dịn đi, cắt cho dài ra chút. Bạn mình tiếng hàng các bạn. Đem hai luôn đi anh, đem hai vũ, đem hai vũ. Nè nè, wow. Đây ngổ đây nè các bạn. Bữa nay là làm mười mấy ngổ rồi đó. Đây. Hôm nay đi lấy ong không muốn về luôn nha các bạn. Này lấy ong mê luôn. Gặp liền ổ. Ổ này là ổ ong đực hay gì á? Hay là nó mới đóng à? Ừ, dạ chắc là mới đóng gì ra. Cho mình thử đây. Mới đóng nha. Nó xèo. Đây ổ nè các bạn. Đây. Bữa nay là chắc cũng mười mấy ổ. Ổ này cũng còn non. Chưa lấp mặt.
Bữa nay là vô, nói chung là vô mánh luôn các bạn. Đây ngổ này các bạn. Ngổ này khá là nhiều mực. Đây lấy cái kéo cắt đây. Thổi hoài hồi hết đút luôn. Nè bỏ chổng, bỏ quẹt chổng. Anh chích mà đâm lũng dưới trái. Lấy cái tàn ông ra để ngoài. Sao hôm nãy lấy chưa? À anh bỏ. Ồ, ngổ này mọc lắp hết trơn rồi. Đây ngổ này các bạn. Ổ này mới đóng mình á, cái này. Con đang đi lấy ông ạ. À. Mới đóng cái này. Dạ con nghe nè. Wow. Dạ con đang đi lấy ông ạ. À. Wow, ổ này bự à. Dạ dạ. Bự. Ổ này lắp mặt chắc dữ lắm các bạn. Chà bá luôn. Giờ lấy không? Đây ngổ nè bạn ơi. Wow. Con này mạnh dữ à. Quay gần các bạn coi luôn. Con này non sao. Mình nói vợ quất luôn trước này. Chặt này thì cũng 5 giờ mấy rồi các bạn. Lấy tới chiều luôn đó các bạn. Bữa nay cũng cỡ 1.5 lít rồi các bạn. Tí nữa mình quay cái con mật cho các bạn xem. Mình lấy buổi chiều được nhiêu đây các bạn. Thấy không ạ? Đừng theo. Lịch mấy à? Ai nhiều? Lấy tới 5 giờ chiều. 9 giờ rưỡi sáng. Lấy 5 giờ chiều được nhiêu đây? Khá rồi các bạn.